Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu là linh mục đời đời, là linh mục duy nhất. Như chúng ta đọc trong kinh, lạy Chúa Giêsu là thầy cả thượng phẩm vĩnh viễn đời đời. Những ai được truyền chức linh mục qua bí tích truyền chức thánh được chia sẻ chức vụ tư tế của Đức Giêsu. Vì thế, đặc tính quan trọng của chức tư tế Kitô giáo đó là duy nhất, kế thừa, liên tục. Chức tư tế như một dòng chảy từ Đức Giêsu đến với các tông đồ, qua các giám mục hôm nay là những người kế vị các tông đồ, để rồi đến với những linh mục là những người được đón nhận chức tư tế thừa tác qua bí tích truyền chức thánh. Đây là một đặc tính quan trọng của chức tư tế Kitô giáo, khác với một số giáo phái Kitô khác, bởi vì họ không có tính liên tục như một dòng chảy. Đây là dòng chảy của hiệp thông, đây là dòng chảy của đức tin, và đây là dòng chảy của chức tư tế. Một đặc tính nữa cũng không kém phần quan trọng của chức tư tế Kitô giáo, đó là đặc tính thừa sai. Đức Giêsu là đấng thiên sai, người được Đức Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ con người, để giao hòa Thiên Chúa với con người, để rao giảng chân lý, mời gọi sống tình thương, để quy tụ muôn dân làm thành một gia đình duy nhất có Thiên Chúa là Cha. Chúa Giêsu đã công khai nhận mình là đấng thiên sai, và qua cuộc đời sứ vụ của Đức Giêsu, người ta thấy thực hiện những điều mà các ngôn sứ trong Cựu Ước đã loan báo. Đức Giêsu là nhà truyền giáo, là người ra đi, luôn luôn sẵn sàng ra đi đến với muôn người để quy tụ muôn dân. Đức Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha, thi hành sứ vụ của mình một cách trung thành, kể cả đón nhận thập giá và cái chết. Vì thế, các linh mục được mời gọi trở nên những nhà thừa sai như Đức Giêsu. Các linh mục được truyền chức để được sai đi vào lòng cuộc đời mang danh Đức Giêsu, để rồi nhân danh Đức Giêsu họ tiếp tục làm những công việc chính Chúa Giêsu đã làm. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nói tới hai đặc tính của chức tư tế Kitô giáo. Thứ nhất là liên tục như một dòng chảy từ Đức Giêsu đến các tông đồ, đến các giám mục và đến với chúng ta hôm nay sau 20 thế kỷ. Đặc tính thứ hai đó là đặc tính thừa sai. Vậy các linh mục được truyền chức để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu như lời khẳng định của Công đồng Vaticano thứ hai. Nhờ bí tích truyền chức thánh, những người tín hữu này được trở nên đồng dạng, đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu tư tế, để rồi họ được sai đi vào lòng cuộc đời, sống đời sống chứng nhân, quy tụ muôn dân, loan báo lời Chúa, thi hành ba chức năng của bí tích thánh thể, đó là chức năng ngôn sứ, chức năng tư tế và chức năng vương đế. Nhờ vậy mà linh mục được chia sẻ chức tư tế của Đức Giêsu, linh mục trở nên hiện thân của Đức Giêsu giữa cuộc đời. Nếu trong 3 năm sống cuộc sống công khai đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu chỉ hiện diện ở xứ Palestina, và thì ngày hôm nay qua các linh mục, Chúa Giêsu hiện diện trên toàn thế giới. Nếu 3 năm truyền giáo tại Palestina, Chúa Giêsu chỉ gặp gỡ mặc dù là rất nhiều người, nhưng cũng chỉ giới hạn lại tại một vài địa danh. Ngày hôm nay Đức Giêsu đến để gặp gỡ muôn người trên thế giới. Nếu Đức Giêsu đã tự hiến mình trên cây thập giá để đem ơn cứu độ cho con người, để giao hòa Thiên Chúa với thế gian một lần trên thập giá, thì ngày hôm nay qua các linh mục, hy tế ấy vẫn được tiếp diễn từng giây, từng phút trên khắp thế giới, để rồi kết quả hiệu quả của hy tế thập giá đến với muôn dân, đến với các linh hồn, đến với mọi người để quy tụ muôn dân và đem cho họ ơn cứu độ.
Vì thế đặc tính quan trọng của chức tư tế Kitô giáo, kính thưa cộng đoàn, đó là liên tục trong một dòng chảy chia sẻ chức vụ tư tế của Đức Giêsu, để rồi linh mục trở nên hiện thân của Đức Giêsu giữa đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah đã nói với chúng ta: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, cứu chữa những tâm hồn đau thương, công bố ngày ban thưởng của Thiên Chúa và tháo mọi xiềng xích ngục tù. Đức Giêsu tại hội đường Nazareth đã tuyên bố ngày hôm nay ứng nghiệm lời các ngươi vừa nghe, và ngày hôm nay qua sứ vụ và đời sống của linh mục, chúng ta cũng có thể nói như Chúa Giêsu đã nói năm xưa tại hội đường Nazareth. Các linh mục được sai vào lòng cuộc đời để tha thứ, để rao giảng, để băng bó những tâm hồn đau thương, để đem cho con người tình thương của Thiên Chúa, để nối kết mọi người đối với Chúa và nối kết họ đối với nhau. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier vừa là một linh mục, vừa là một thừa sai. Khi đang là một chàng thanh niên, một chàng sinh viên đầy triển vọng tương lai tại đại học ở Paris, Francisco đã nghe tiếng Chúa gọi, đã gia nhập dòng tên vào thời sơ khai, lúc bấy giờ chỉ có mấy anh em đầu tiên của dòng tên. Francisco đã được sai sang châu Á, ngài đã để lại dấu ấn tại các nước xa xôi này. Vào thời bấy giờ, châu Á của chúng ta vẫn còn hoang sơ, mọi rợ, còn có những nạn ăn thịt người. Ngài đã đi Ấn Độ, Nhật Bản, đến Hoa và đang muốn vào Trung Quốc để gặp Hoàng đế Trung Hoa ở Đại Lục. Ngài đang chuẩn bị để vào Trung Quốc thì Chúa lại muốn thể khác. Cho nên ngày 3 tháng 12 năm 1552, Francisco Xavier lúc bấy giờ 46 tuổi đã chút hơi thở cuối cùng ở Tam Châu khi đưa đôi mắt hướng về Trung Quốc Đại Lục. Các sử gia thống kê và dự tính có thể Francisco đã rửa tội cho khoảng 1 triệu người. 1 triệu người được Francisco rửa tội cho họ gia nhập giáo hội. Chính vì thế mà sau khi ngài qua đời, cánh tay của Thánh Francisco đã được đưa về Roma như một chứng tích hùng hồn của một nhà thừa sai không ngừng, không mệt mỏi lên đường để gặp gỡ con người, quy tụ muôn dân, đưa họ về với Chúa, giúp cho họ gia nhập giáo hội. Hôm nay mừng lễ Thánh Francisco, giáo hội mời gọi chúng ta hãy suy tư đến sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo là bản chất của giáo hội, truyền giáo là sứ mạng của mỗi chúng ta, kể cả giáo dân, chứ không phải chỉ của linh mục. Thánh Francisco, Thánh Phaolô khi cảm nhận được sứ mạng quan trọng này đã thốt lên như chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ hai: Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống sứ mạng truyền giáo tùy theo ơn gọi, bậc sống, khả năng, trình độ, điều kiện kinh tế và nơi ở của mình. Không ai có thể nói mình không có sứ vụ truyền giáo, bởi lẽ chúng ta đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Cách riêng đối với các linh mục, đối với các tu sĩ là những người được huấn luyện, được sai đi để thực hành sứ vụ truyền giáo. Trong thánh lễ này, chúng ta hợp ý cầu nguyện cho 9 người anh em của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, với lời cầu nguyện của dân Chúa, với nỗ lực cố gắng của anh em, ngày hôm nay 9 người anh em này tiến lên bàn thờ. Họ sẽ đoan hứa những điều quan trọng đối với đời sống linh mục. Họ sẽ thề hứa trước mặt Chúa sẽ tận tâm để phục vụ các linh hồn, lời hứa trung thành với giáo hội, trung thành với bề trên, trung thành với dân Chúa. Cuộc sống ngày hôm nay có nhiều cám dỗ, dễ làm cho nhiều người lạc hướng và quên đi những gì mình đã hứa hẹn. Chính vì thế, chúng tôi cần đến lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em. Chúng tôi cần đến sự nâng đỡ và sự thông cảm của quý ông bà và anh chị em. Bởi lẽ chúng tôi là linh mục, chúng tôi đón nhận hồng ân cao quý vô giá, nhưng chúng tôi vẫn là những con người mang nhiều yếu đuối, giới hạn và bất toàn. Thánh Phaolô đã ví giống như là một viên ngọc quý mà đặt trong một chiếc bình sành dễ vỡ.
Con người của chúng tôi đôi khi mỏng giòn, dễ vỡ và mong manh. Trong khi đó lại chứa đựng một viên ngọc quý tuyệt vời, đó là thiên chức linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục là cầu nguyện cho giáo hội. Cầu nguyện cho giáo hội là cầu nguyện cho chúng ta. Không phải chỉ lời cầu nguyện mà thôi, còn là sự nâng đỡ, cảm thông và cộng tác ở trong mọi môi trường giáo xứ để các linh mục thi hành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, đem lại ích lợi cho dân Chúa để phục vụ các linh hồn một cách tận tâm và hiệu quả hơn. Giờ đây chúng ta